Chào cả nhà ơi, đến cái kênh của em Ngọc Vlog. Hôm nay em Ngọc có mua nấm rơm nè cả nhà. Đó, bây giờ là em Ngọc đã rửa nước muối và đã rửa sạch rồi nha cả nhà. Bây giờ là mời cả nhà theo dõi em để cái cách mà mình bảo quản nấm rơm này nè cả nhà. Ăn trong mùa dịch này nè, bảo quản ăn cho nó lâu nha cả nhà. Thì mời cả nhà theo dõi em Ngọc làm ra sao nha. Giờ cái lần thứ hai mình đã luộc xong rồi nè cả nhà, mình đổ chung vô luôn nha cả nhà. Rửa cả nhà nè, nhẹ tay như này cả nhà. Rửa nó hai ba nước gì đó, ba nước thì cả nhà. Cả nhà thấy không? Gỗ nấm của em rất là ngon nha cả nhà. Nấm này mình làm ăn được nhiều món ăn ngon lắm nha cả nhà. Nhưng mà nó gáo rồi nè cả nhà, hết nước. Em bắt nước lên nha cả nhà. Bây giờ mình đợi nước cho nó sôi nha cả nhà. Đó, đợi lại cho nó mau sôi và không có hao ga nha cả nhà. Cái nấm vô cái phần đông đá dự trữ rồi thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách thứ hai của em bảo quản nấm nha cả nhà. Thì đây em cũng chừa lại một ít nè. Đó, thì em có bắt cái nồi nước nè, bây giờ nó đã sôi rồi nè cả nhà. Đó, sôi ngon ngút luôn. Thì ở đây là cái chén cục nha cả nhà. Cái chén mình ăn cơm nè cả nhà. Đó, mình lườm nè. Lường theo cái độ nước nha cả nhà. Cái này em tầm nửa lít nước thì ở đây em cho là khoảng 70% muối nha cả nhà. Đó. Vô một chén nè, mình đổ vô đây. Cái này cái cách này là bảo quản ăn không cần tủ lạnh luôn nha cả nhà. Đó, mình nấu mình hòa tan muối cho nó ra hết và mình để nguội nha cả nhà. Cho nó sôi lên. Cái này cái chất mặn á cả nhà, nó làm cho cái nấm mình, cái nấm rơm á dự trữ ăn rất là lâu luôn. Cái này mình không có cần tủ lạnh đâu cả nhà. Cả nhà thấy không, như người ta chất nấm đó, người ta vô can đó cả nhà, thì người ta làm theo cách này nè, người ta mới bảo quản cho nó lâu dài đó cả nhà, người ta đâu có cần tủ đâu đúng không. Bây giờ là em cho nó tan muối hết rồi và em để nước cho nguội nha cả nhà. Rồi sau đó là mình chuẩn bị cái keo nè cả nhà, cái keo hay là cái ca gì đó. Mình để nấm vô. Đó, bây giờ là muối muối nó sắp tan hết rồi nè cả nhà ơi. Rồi bây giờ em tắt bếp nha cả nhà, em để cho nước nó nguội. Nước nó nguội là mình mới bỏ nấm, mình mới bỏ vô trong nấm được nha cả nhà. Đó, có cái keo nè cả nhà. Bây giờ em múc ba cái nấm này vô keo trước nha cả nhà. Khi mà mình đem ra mình chế biến thì mình nhồi, mình ngâm như là cải muối vậy đó cả nhà, rất là lâu luôn. Đó, mình bảo quản ở trong ngăn đá hết một mớ, còn một mớ thì mình bảo quản cách này nha cả nhà. Bây giờ mình đậy nắp lại đi, mình đợi cái nước muối của mình nó nguội và mình đổ vô là ok nha cả nhà. Giờ cái nồi nước muối của mình để nó đã nguội rồi đó nha cả nhà. Thì nấm của mình thì để vô keo rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ đổ nước muối vô nha cả nhà. Đó, mình đổ từ từ thôi. Cái này là nước muối mình không có lượt nha cả nhà. Đó, mình can cho nó nước cho nó khỏi mặt chút xíu nha cả nhà. Còn cái phần cặn là mình bỏ nha cả nhà. Đó, đây cái lượng muối để mình chấm thử nha. Quá mặn luôn cả nhà ơi. Luôn á, bởi vì cái chất mặn á nó mới bảo quản được cái nấm của mình ở trong keo mà không cần tủ lạnh nha cả nhà. Thì em
chia sẻ cái cách mà nấm bảo quản không cần đến tủ lạnh nha cả nhà. Thì em biết cái gì thì em chia sẻ cho cả nhà cái nấy. Thì cả nhà nếu mà thấy hay thì hãy cho em một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh miễn phí nha cả nhà. Đó, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Vô keo gì nè, mình để ăn hoài luôn á cả nhà. Muối cho mặn.